tốt không? Cần sâu không? Nước sâu không? Nước sâu không? Lên được bình rồi. Trời ơi, lên ghe trên đây, lên ghe trên đây. Ngon rồi, mới xuống cần luôn. Ủa cái gì vậy ơi? Cái cốc. Nút lưỡi mày. Mình cái cốc luôn rồi mày. Cá anh em ơi, cá ăn, cá ăn. Sao đủ nhà hiệu vậy? Tì vậy má, lôi rút đọt luôn. Sao mấy tưng chân ta? Ê có. Ơi dậy vậy. Mình cá nha mọi người. Nha mọi người. Ghê dữ dằn trời. Tài thiệt. Còn nè. Ê dê Vinh tôm bự, tôm ăn Vinh nha bạn Vinh. Ê. Làm tôm luôn nha mọi người. Hello mọi người, hôm nay anh em mình tiếp tục qua Sa Đéc câu nha mọi người. Thì hôm nay mình với anh Lý Vinh mình đi ghe này. Còn bên đây là anh em với dân chơi Sa Đéc. Rồi hôm nay anh em mình chủ yếu là đi bào cá nha, chứ thả một hai cây tôm câu rồi. Hôm nay mình sẽ đi mé bên cái bè. Rồi bây giờ mình chuẩn bị chạy ra cái bến đó, mình chọn mồi xuống cần nha mọi người. Mời mọi người đón xem nha. Mở không? Giờ có một cấu á. Nhấc cái ghe vô, khoan để tao mở dây mới được. Đâu quay cái vỗ coi. Thấy được. Giờ đại được không? Đâu giờ. Từ từ để tao xíu. Lối lên được. Thôi, xả bên đi. Từ. Sao mà cầm? Kéo qua luôn ha. Ừ. Vậy tốt không? Coi sâu không? Nước sâu không? Nước sâu không? Lên được bình luôn rồi. Trời ơi. Lên ghe trên đây. Ngon rồi, mới xuống cần luôn. À, thôi cứ theo đây. Mới xuống cần nha anh em, cáo nha anh em. Cáo nha anh em. Còn theo đơn hay theo đôi vậy? Theo đôi. Đồ, khôn với vậy. Ngon quá Vinh ơi. Quay. Chưa kịp ghép máy luôn á chị. Khỏi quay luôn á. Chưa kịp đủ máy ra từng này nữa nè. Bởi tao nói rồi. Anh em ơi. Rồi hôm nay thì anh em mình tiếp tục đánh cám CT nha mọi người. Thì cứ chọn ghim mình chơi thôi nha. Đó trên đây cá ăn nữa trên đây. Ôi, mới xuống làm quá rồi. Mình chưa kịp chọn mồi nữa, ní mà nó lên con rồi, 3kg rồi. Đó nè, cá dãy rồi thấy không. Rồi chọn mồi dứt rồi mọi ơi. Nó là mình quý quá. Dẻo rồi chơi nha mọi người. Dịch mồ nước nhiều quá. Không được vừa. Đá tưng tưng về nằm dưới luôn. Hay quá Vinh ơi. Vinh nó làm quá trời mọi người ơi. Còn cả ký lô nữa. Hay quá Vinh ơi. Đưa lên đây, đưa cá lên đây. Hay quá Vinh ơi. Rồi được rồi. Bạn Vinh nó rồi vô rồi. Bự không? Bự luôn rồi mọi người ơi. Tối quá không thấy Vinh ơi. Từ từ nha. Bự không? Được lên đây tao chụp đuôi. Trời ơi, được. Xả một bên đi mày, xả một bên đi, không có dây đâu, xả một bên đi. Vịt luôn rồi kìa. Hai lưỡi rồi, nuốt luôn rồi. Kệ cho chạy đi, cho chạy đi. Con này chắc sống nổi, có máu quá. Mày dĩa đây tao chụp không được nữa Vinh. Vô được không? Lên được không? Dây tốt không? Đứt cái tức đó. Ám Vinh làm quá mọi người ơi. Hay quá mọi Vinh ơi. Quen giờ quýu cho rồi. Bây giờ tính ra được nửa tiếng vậy ta.
chưa tới không? Trời ơi, làm ba con rồi. Có kèm mà lấy không? Được không? Gì? Gào. Lên cá nữa người ơi, chưa kịp gọng con này nó lên nữa rồi. Không? Oh, hay quá nhìn ơi, mấy chưa kịp gọng con này nó lên nữa rồi. Trời ơi, dễ làm ghê vậy mày. Con kia chưa kịp gọng nó đã lên nữa rồi nè, bự không? Nhắc lên được không? Quá cứ chân này rồi mọi người ơi, quá dữ rồi. Hay quá trên đây. Bây giờ nó lấy 4 con rồi đó. Ồ, con cá mập lù trắng phếu vậy. Cá ngon. Cá đã. Hay quá Vinh ơi. Cá rồi. Ngon quá mày ơi. Đi mày. Ô ô ô ô ô ô. Cái gì vậy vậy vậy? Trời ơi, lên hàng nha mọi người. Thả rộng. Chín kỳ không nội ơi. Chín kỳ. Cá chín kỳ nha mọi người. Tặng con cá chín kỳ không nha mọi người. Rồi, đừng có nhớt nha. Ôi. Ồ, quá ngon trên đây. Ngon quá mọi người ơi. Quá khứ rồi, bây giờ ngồi tiếng ngồi 6 con rồi. Quá khứ rồi. Cái bè xa đét nha mọi người. Đây, con cám, con cám. Mọi người. Đây, nãy giờ ngồi đây nè. Một xíu đó. Một con. Hai con rồi dạ. Hai con, ba con, thằng kia ăn con nữa, đang gọng được hai con nhỏ. Ồ, chút cục luôn, đó, giờ như đây nè. Lên nha mọi người. Nhỏ. Quấn dèm lum chừng. Ủa cái gì vậy ơi? Cá cóc. Nuốt lưỡi mày. Mình cá cóc của người ơi. Lên cái cốc luôn trời. Ghê. Chỉ chạy quá. Cái này mày bỏ luôn đi. Cái kem dạ, trong hộp á, trong hộp mở hộp ra. Cái mép rồi, cái sâu rồi. Từ đi nha. Chụp cái đuôi lên chứ. Cái kiệm khó gấp. Ồ, cá cóc nha mọi người. Cá cóc hơi bị bự á. À, cá cóc hơi bị to đó. Dở lên chứ mở lưỡi đi. Ê. Nó rút không mà nó không đá cái nào luôn. Cá cóc hồn, cá cóc mình nhất kỳ. 2 kg, này 2 kg. Ôi ơi. Trời ơi, nó cầu hết. Dữ rồi bạn.
chết thôi mày. Tự dữ dằn hả ta. Trời trời, mày vịn cái đầu đi, mày phải gỡ ra dễ hơn. Cái cốc mà đúng không? Cốc. Đâu, rồi buông ra đi, giờ đậm cá lên đi. Cho ké cá đó mày. Đây 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 đây. Tắt màn pin này. Lên thằng nha anh em. Lên thằng cái cốc luôn nha anh em. Lên thằng cái cốc. Quá ngon, cái cốc bự luôn á. Nó cá ăn nha mọi người. Cá cần này nha mọi người. Dính luôn rồi. Dính luôn rồi. Dính nè mọi người ơi. Lên cá nha. Dính tiếp tao có đèn cái dính. Chiếc bự nhỏ đây. Ồ, được được được. Ồ ồ chạy với em. Nó quấn dèm lum chân nè. Đảo mấy vòng luôn rồi. Lên được rồi đó mà nó quấn dây nè. Rồi vô dây luôn, vô dây đó luôn rồi. Quấn dây to nè. Dở dở vậy, dở chị cái. Ừ đúng rồi. Ê, buông ra đi, buông ra đừng nhìn cái này rồi, đừng nhìn đâu. Thử đơn à không sao. Thử đơn à không sao, mà gấp vào bỏ luôn tao thả dây. Cậy nó, cậy nó. Nút luôn rồi. Cậy nó. Đừng nhìn dây, đừng nhìn dây. Cậy nó. Lên hàng, lên hàng, tăng lên hàng đó nha mọi người. Sớm giờ Vinh làm quá mà phải tới tăng chứ. Nhìn một chiêu nút ha. Cái này cái con nho ở ngoài khúc nãy nó không chịu ăn. Bây giờ ba cây này nho nó ăn với cái cốc, cái tre răng xẻo. Bù Vinh lên cá nha mọi người. Ồ, hay quá bạn Vinh ơi. Vinh hay quá bạn Vinh ơi. Vinh cá nữa rồi. Lên được không? Vinh mèo quá mày. Cá nhỏ mà nhấc mẹ đi. Sảy bỏ. Chắc có đem giật đó mà không nhấc. Ê, Vinh cái dây dưới. Đúng rồi bạn Vinh ơi. Ghê quá. Ôi, chết rồi, bấy chân luôn. Mới cắt mì xong lót, cắt mì lót rồi quậy cái bẫy chân luôn. Sẵn là gọng hai con luôn. Oh, hay quá mình nhìn đây. Mở được không? Chút xíu. Chút xíu. Về điểm, mới về điểm ở đây nha mọi người. Đậu hôm qua làm quá trời luôn mà tới khuya đó, không ăn, không dính nào chứ. 4 giờ sáng nãy mới chạy lên cái bè đó lên được hai con cá cha, những con cá cóc. Rồi thấy cũng ngơi ăn rồi, giờ anh em mình qua chiến tiếp nha mọi người. Xong quá. Cá anh em ơi, cá ăn, cá ăn. Sao đủ nhà hiệu vậy? Kỳ vậy má, lôi rút gọt luôn. Sao mấy tưng chân ta. Ê có. Ơi dậy vậy. Lên cá nha mọi người. Còn dướng chứ á. Hồ. Được, ga dịch. Lên cá nha anh em. Lên cá nha anh em. Ơi trời, vừa vô cửa luôn. Quá wow, mà dữ má, rút không có đá cái nào luôn, rút cái một nè, lôi nhóng cần luôn, ghê thiệt. Thấy chưa Vinh? Mình cá anh em ơi, dây đó kìa, thao á, đừng có cầm mà thảy rồi, thảy xong luôn nha trời. Bữa hôm tao thảy hơn con rồi. Mình cá nha anh em.
chị lên vậy. Gửi con Bình ra Vinh. Đấy, mình Vinh câu dính cá không hay luôn. Dảnh chà bá luôn. Đâu Vinh? Ghê ghê. Rồi, vô gọng. Cá rồi bay cầm con Vinh gớt xong luôn mọi người ơi. Đây, đây tao quay tao. Ồ, áo pin nha. Vậy không mà. Trời ơi, cá cốc nữa, cá cốc nữa. Ra ngoài đi. Đi ra nó lên luôn. Bậy bậy bậy. Dính nó dính chút xíu. À dính được hai lưỡi rồi, ba lưỡi luôn. Lên cái cốc nha mọi người, lôi bay cận xong luôn. Không, tao nói mày đụng hết mồi luôn đó. Đấy, chừa đi không chịu. Lôi bay xong nhưng mà không chìm trời. Hả, à, nhẹp luôn rồi. Tại nó dính con dây rồi. Hên vậy. Hay quá bằng Vinh đây. Cái cốc nha mọi người. À, tao tựa mơ ngắt như vậy luôn à. Tình chứ lo bắt con cá vậy cũng tôm nó ôm như này luôn rồi nè. Đưa đúng tạt cứ ngắt quay được mấy vòng. Được không? Mấy vòng được không? Yeah. Dướng gì vậy? Mọi người ơi. Có không? Có nè. Đây đây. Nó làm ghê lôi hoài vậy. Chết mẹ vô dây rồi. Mạnh lắm. Chưa vô. Lực mạnh á. Còn ra rồi ra. Ừ, cá cha, cá cha. Lên mọi người ơi. Cuối lên mọi người ơi. Nãy giờ đổ má tao lại đây tao lụm mấy. Hay quá bằng Vinh ơi. Lên cá cha nha mọi người. Tôm luôn nha mọi người. Ghê dữ dằn trời. Tài thiệt. Tôm càn luôn. Hay quá bạn Vinh ơi. Con nào mà không càng. À, đây nè bạn Tăng cũng lên nghe bạn Vinh ơi. Rồi. Con rút nữa. Ôm biết nữa rồi. Sao mới trời. Nè, à, tưng nè, tưng nữa rồi, tụt luôn rồi. Còn nè. Ê, dê Vinh tôm bự, tôm bạn Vinh nha bạn Vinh. Ê. Làm tôm luôn nha mọi người. Rồi giờ anh em mình rút về nha mọi người. Thì đêm hôm thì có bốn con lớn thì gửi cho anh Thành về ốp đá nha mọi người, tại thấy nó yếu quá. Rồi sáng nay thì tụi mình làm được đây. Một con cá cốc, cá cha. Đây con cá cốc, cá cha với hai con tôm. Đây là hai con cá cha. Giờ anh em mình về nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video sau.